Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục đi lỗi pin mà pin boss pin máy máy bán cầm tay boss 12 14V 4 mà nó không nhận sạc nha các bạn. Có nghĩa là nó cái máy không boss đó nó ok. Mình gắn mấy cái pin khác nó chạy bình thường, nhận sạc bình thường, nhưng cái pin này thì không nhận sạc. Nhưng mà sẽ chỉ các bạn khắc phục cách đó. Nhưng mà sẽ mở ra. Cái pin pin boss này nó đơn giản và nó không có gì phức tạp. Cái mạch của nó cũng đơn giản, nó không có phức tạp giống như cái mạch của pin Makita hay là mấy cái bên khác. Cái mạch của nó cứ như vậy thôi, nó chỉ có hai cái đèn trở này và một dây cảm biến nhiệt thôi, chứ không có gì khác hết. Còn cách cách nối pin đó là nó sẽ nối tiếp bốn viên pin lại thành bốn là bốn 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 viên thành 16V khi sạc đầy. Còn nếu mà 3V 6 thì tương đương gần 14V đó. Phía sau của nó cũng không có gì khác hết đó. Mình gửi các bạn luôn. Cái bên này nó bị hư, nó bị chai nên mình chế lại cái bên khác rồi. Thì các bạn cũng nên hàng hàng lại giống như bên cũ thôi. Cái nó có dòng xả cao nên các bạn hàng dây nó to to một xíu thì nó sẽ tốt hơn. Chứ hàng gì nhỏ quá thì khi mình sử dụng á, nó có dòng cao thì nó sẽ cháy vậy này. Cái mạch pin nó đơn giản, nó chỉ có nó chỉ bốn, có thằng rõ không, nó chỉ năm cực như vậy, 1 2 3 4 5. Hai cực ngoài của nó là dùng cho hai cực pin, cực này cực dương này cực âm đó. Còn cực hai cực tiếp theo này, hai cái cháu tiếp theo này là để điều khiển sạc cho cái bộ sạc đó. Nếu mà pin đầy thì hai cực này nó nối vô cái bộ sạc này sẽ ngăn ngắt các điện. Còn cái cực giữa đây là cực cho cực con cảm biến nhiệt này nha các bạn, cảm biến nhiệt đây nè. Cảm biến nhiệt đây này. Cái mạch này nó không có gì phức tạp hết, rất đơn giản. Nên nó cái này là mình nó hư, mình đã sửa lại rồi, ok rồi, nên mình vừa chia sẻ cái cách khắc phục thôi, chứ mình không có thử gì hết. Vì cái mạch này nó không hư gì các bạn. Nói nếu mà nó pin hư á thì mình thay pin thôi, mình nối lại hàng lại, nối tiếp bốn viên lại như là hàng cực hai cực lại thôi. Chứ còn cái mạch đó thì nó không có gì hết. Đây các bạn thấy không, cái mạch nó đơn giản đó, nó có dây hàng chân này thôi. Cái hư duy nhất của nó là nó chỉ hư cái con cảm biến nhiệt này các bạn. Nếu con cảm bằng cái miếng nhiệt này nó bị hư á, một nó bị hư hoặc là cái bánh, nếu mà các bạn hư pin á, các bạn tháo cái dây này, bởi vì cái dây có một dây của con biến nhiệt nó nối với cực dương, nó nối với cực âm của cái mạch điện này. Giờ một chân của nó nối đây, một chân nó nối với cái chân này, thì nó có hai chân này, cái chân ngoài này, cái chân này là xin nối vô cái cực âm. Còn chân trong này là xin nối với cái cực này để đưa lên cục sạc với đưa lên cái cháu này. Nếu nó các bạn tháo ra một thời gian dài á, nếu cái pin hư rồi các bạn không có sửa lại, cái nghĩa là nó bị ngắn, nó bị đứt mạch, nó không còn thông mạch trong cái khối pin này nữa, thì nếu một trong thời gian dài các bạn không có hàng lại á, thì cái cảm biến nhiệt này
nó không dẫn điện liên tục á, thì nó sẽ không hoạt động nữa các bạn. Nó không hoạt động nữa thì chỉ có bạn nối vô, khi bạn hạn vô thì nó cũng không hoạt động luôn. Lúc trước mình bận tưởng nó hư cái gì nên mình định thay luôn cụm này. Cái mình làm thử là mình lấy cái nhiệt á, mình hơ vô cái đầu này. Hơ đầu này mà xong mình lấy hai đồng hồ, bằng đo đồng hồ điện trở, bằng để chế độ điện trở, bằng đo hai cái tiếp điện này. Thấy nó đoạn hơi vô mà thấy cái chú đọc bằng 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 gắm cái dây đồng hồ vô đây nha, rồi bằng hơ thì bà thấy cái giá trị trên đồng hồ nó nhảy á, là cái này nó hoạt động, bắt đầu hoạt động trở lại rồi đó. Mà nó sẽ thông mạch, nó thông mạch vô cái con cảm biến nha, là nó hoạt động lại bình thường, là nó nhận sạc lại bình thường. Còn trường hợp thứ hai nữa, nếu mà bằng hơ nó không có con nhảy giá trị điện trở thì con cái cảm biến nó hư rồi, bạn nên thay luôn. Bạn chỉ cần thay cảm biến này là nó hoạt động lại bình thường, nó chỉ nhận sạc lại, nó nhận sạc lại và nó pin nó chạy bình thường. Còn nếu mà các bạn cái con biến này nó hư á, thì sạc nó sẽ không có con nhận sạc, nó sẽ gắm vô nó sáng một cái nó chớp nó tắt, nó không có chớp liên tục, nó không không chớp nháy chớp nháy liên tục như đang sạc. Và mình gắn cái vô viên pin á, vô vô cái máy khoan á, thì máy khoan nó chạy yếu yếu sao nó dừng luôn, bạn nó chạy luôn đó. Cái mạch này nó đơn giản vậy, nó chỉ phụ thuộc vào con cảm biến nhiệt này nè. Nếu hôm nào mình độ mình thay luôn cái con cảm biến này thành một con điện trở khác thử coi, nhưng nó có máy hoạt động không. Mà có tốt nhất mình thay con thành cái con biến khác này, nếu nó hư bằng sửa nó, bằng cơ bằng bằng hơ nóng nó đi, hơ nóng cái con cảm biến như này là nó dẫn điện, là nó hoạt động lại là cái máy 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 pin như cái máy sạc cục sạc, thì nó sẽ nhận cục sạc này. Pin boss mình bất ngờ luôn là nó cái mạch nó đơn giản, nó không có gì gọi là phức tạp, nó chỉ có bốn viên pin nối tiếp nhau, nó không không có mạch cân bằng luôn. Đây là mình sạc nó cũng nhanh đầy á, nhưng mà mình nghĩ nó cái bảo vệ pin của máy boss so với cái máy khác thì sẽ kém hơn, vì nó không có chứa được con bình bằng pin nên nó không có sạc được theo thứ tự từng pin này. Nó sạc dòng 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 lên, nó sạc kiểu như nó nối tiếp nhau á, nên nếu mà lỡ một viên pin này hư thì hư hết cả cụm luôn. Nó đơn giản mình chia sẻ các bạn vậy bây giờ. Nó cái này là mình chia sẻ cho các bạn thôi, chứ mình không có test vì mình cái này mình sửa được rồi, ok rồi. Cái mối hàn các bạn, mối hàn 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 mối bự bự xíu, vì mình không có mấy cái bắn sao bin nên mình hàn luôn, nhưng mình không có cái bắn nó đơn giản. Còn nó không có phát gì, nó không có hư pin nó hư đây, nó cái này nó hư mỗi cái cần con cảm biến này các bạn. Rồi bây giờ mình đáp này, chúc các bạn thành công nha.